Vâng, xin chào các bạn đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu Touring mang thương hiệu rất là nổi tiếng, nằm trong top những thị trường xe đua, thương hiệu lớn, các sổ line, thương hiệu Mỹ. Và đây cũng là một mẫu xe Touring mới về bên em, độ mới trên 90%. Màu xe cũng xanh tím than, xe rất là trường xe. Đây là một mẫu Touring thể thao rất là nhẹ nhàng, thích hợp cho mọi lứa tuổi. Và bây giờ xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, tổng thể xe thì có màu xanh lam bác nhé. Mà cái thương hiệu Vestoline này thì không còn gì xa lạ đối với những bác đạp xe lâu năm nữa rồi. Mang model siêu lưu sport. Đây cũng là một mẫu xe nằm trong top thương hiệu lớn tại thị trường xe đạp thể thao. Các thương hiệu Vestoline, thương hiệu Mỹ bác nhé. Đánh giá tổng thể xe thì em đánh giá là tầm 90%, xe còn rất là đẹp đó nhé. Tuy có một vài vết xước nhỏ trên khung hình xe nhưng mà không ảnh hưởng đến xe cả. Xe làm từ hợp kim Premium Aluminum A1, hợp kim nhôm siêu nhẹ. Thì không biết là những cái dòng Aluminum này thì có nhiều loại. Dòng A1 này là dành cho những cái loại mà dòng cao cấp nhất tại hiện tại. Đó là dòng nhôm chuyên dành cho những xe thể thao cao cấp. Đây là A1 đó, thì nhôm Aluminum A1. Và xe có cái tem đỏ đây. Những dòng xe Vestoline thì hầu hết những cái dòng tem đỏ này đều có trên cái khung xe đó nhá. Đây là dòng chính hãng, website của nó có thể truy cập vào để tham khảo thêm. Và những cái dòng xe Vestoline đời mới cao cấp thì vẫn được chạy dây âm sườn. Đây, dây âm sườn chạy về bên trong khung xe, màu xanh lam. Đây là một mẫu Touring mới về bên em, mang thương hiệu Vestoline. Nó không còn gì xa lạ đối với những bác chơi xe nữa rồi. Tổng thể xe em đánh giá là tầm 90%. Một thương hiệu lớn của dòng xe đạp thể thao. Ở bên dưới đây là thông số mã số của xe đó nhá. EU149764 này, chính hãng. Và thông số size của nó đây là ở đây, khung size đây, chiều ngang và dọc. Chiều đứng xe là size 51, chiều ngang xe là 54,5. Và thông số là size S, thích hợp các bác cao từ 1m6 đến 1m7 đúng không nhá. Hiệu Vestoline, Series Sport. Ghi đông cổ phút thì làm từ nhũ, sơn nhũ rất là nổi bật trên khung hình xe, màu nhũ bạc, cũng là thương hiệu Vestoline chính hãng nguyên bản trong xe. Đây có thể thấy rõ, còn rất là mới, ghi đông còn rất là mới nhá. Xe được phủ một lớp nhũ rất là óng ánh, rất nổi bật trên khung hình xe. Tay lắm cao su đúc, xe được sử dụng với cấu hình tay bấm Shimano 8 tầng lip, chính hãng của Shimano, nguyên bản theo xe. Ở bên tay phải em là trang bị cũng 3 tầng đĩa, chính hãng nguyên bản theo xe. Tay bấm tầng trước khung xe thì có biểu hiện logo hình chữ S, mang thương hiệu của Vestoline. Xe được sử dụng với cấu hình phân B. Càng xe lên một vài vết xúc xước nhỏ qua quá trình sử dụng thì không thể đánh khỏi. Nhưng mà tổng thể xe còn rất là đẹp đó nhé. Vành nhôm hai lớp, vành A5, vành nguyên bản theo xe chính hãng. Và xe có cặp vành được trang bị với những cái dòng căm này, đũa, inox cũng nhé. Các bác có thể đi trời mưa gió thoải mái, không sợ bị han gì, rất sáng và bóng. Đây, các bác có thể thấy rõ Omnilux còn nguyên. Kích thước lốp là 728C. Đây là một kích thước lốp khá là phổ biến cho những cái dòng Touring rồi. Lốp xe thì còn rất là mới không nhá.
lốp cũng là lốp nguyên bản chính hãng theo xe, lốp vẫn còn cái gai lốp của nó có thể thấy rõ này, vẫn còn cái đường rãnh của lốp, nhưng mà xe rất ít sử dụng. Xe sử dụng với củ đề Shimano Alivio và trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Đây lip của nó chính hãng Shimano, nguyên bản của xe 3 tầng đĩa. Đằng sau cũng là cặp vành A5 nguyên bản của xe. Lốp đằng sau cũng là 700x28C. Căm lốp nó sáng màu hồng. Cọc yên là cọc yên nhôm, cọc yên cũng được một mạ một lớp nhũ bạc cùng với tông màu của Ford. Đây có thể rõ đây, yên xe nguyên bản, yên của Petrolite nhá. Đây có hình chữ S đây, thì đằng giữa yên thì có một cái lỗ hồng để cho các bác thoát khí ngồi rất là êm. Lên sườn bùi đĩa của Shimano chính hãng nguyên bản trong xe. Vâng, và bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Vâng, xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano nguyên bản trong xe lên lip này. Vâng, chuyển động rất là mượt mà các nhé, xuống lip. Vâng, cái thương hiệu Petrolite này thì không còn gì xa lạ đối với các bác xe lâu năm nữa rồi. Thương hiệu rất là lớn, một trong thương hiệu tốt của dòng xe đạp thể thao. Và đây là 3 tầng đĩa, 4 đĩa, lên đĩa. Vâng, cái thương hiệu rất là mềm mại nhé, hầu như là không có những chi tiết nhỏ nào cả. Đây quay tổng thể khung hình xe bác xem đây. Đây là một mẫu Touring mới về bên em, màu xanh tím than, mang hiệu trong thương hiệu Petrolite. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Touring mang thương hiệu Petrolite, thương hiệu Mỹ rất là nổi tiếng. Và xe mới em đánh giá tổng thể trên 90% xe, màu xanh xanh lam rất là nổi bật trên khung hình xe. Và xe có giá rất tốt bên em là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm Kia Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trường ngày mai. Vâng, cảm ơn các bác. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.